Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống ngày nay thì có nhiều ý kiến cho rằng là do là chế độ ăn uống của chúng ta có quá nhiều đạm động vật, cho nên là nó làm cho cơ thể của chúng ta không thể chuyển hóa hết, dần dần tích tụ trong cơ thể nó sẽ tạo nên những chất độc hại và từ đó sẽ làm cho các khớp xương của chúng ta đau nhức, hay như là các khớp ngón tay, ngón chân bị sưng tấy. Thì điều này có đúng hay không? Và khi mà các khớp ngón tay, ngón chân bị sưng tấy đỏ như vậy thì có phải chăng là bị bệnh gút? Nguyên nhân vì sao chúng ta lại bị bệnh gút và đối với căn bệnh này thì chúng ta sẽ điều trị ra sao? Trong chương trình Món ăn và thuốc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với Thương Yên Nguyễn Công Đức để nhờ thầy tư vấn xem là bệnh gút là bệnh như thế nào, cũng như là chúng ta sẽ điều trị ra sao đối với bệnh này, hay trong đông y thì có những bài thuốc nào để hỗ trợ điều trị gút hay không. Hãy cùng Thế Liễu theo dõi đến hết chương trình quý vị nhé. Xin chào Lương Y Nguyễn Công Đức ạ. Chào Thế Liễu, chào bà con đang xem đài truyền hình Long An. Thưa Lương Y, ngày hôm nay Thế Liễu nói đến bệnh gút, thì trước hết Lương Y có thể giúp Thế Liễu cũng như là quý vị khán giả phân tích là bệnh gút là bệnh gì ạ? Vâng, gút là cái bệnh nhà giàu, tôi gọi là thống phong. Thống là nó đau, phong là nó đau khủng khiếp. Nhưng mà khi mà cái người đến với mình á, mà mình muốn phân biệt cái người đó là bị gút hay là phong thấp hay là thấp khớp thì người ta sẽ điều trị thử. Có nghĩa là nếu mà đang đau nhức mà uống colchicine, tức là cái thuốc đặc trị cho người bị gút thì nó không giảm, mà ngược lại đang đau khủng khiếp mà uống colchicine mà nó giảm đau liền, chứng tỏ là anh đang bị gút chứ không phải là anh bị khớp. Nhưng mà nhìn về bên ngoài á, người ta thấy thứ nhất là người đó béo phì, đó cũng là một trong những cái nguyên nhân mà đưa đến gút. Cái thứ hai á, khi mà đau á thì hai cái nhón chân cái á, nó đau trước, nó đau mà rồi sưng nóng đỏ, đau khủng khiếp. Như vậy thì với cái y học thì người ta dựa vào đâu để người ta biết đây là bệnh gút? Thì cũng đơn giản, người ta xét nghiệm máu. Ta thấy axit uric trong máu nó tăng lên thì chắc chắn là bệnh gút. Tuy nhiên nếu nó cao quá thì cũng có những trường hợp đau nhưng mà không có đau dữ dội mà nó đau tiềm ẩn, thì cũng kệ nó, nhưng mà đã bị gút là do axit uric nó tăng. Có những người mà cái tay cục bự vậy, ta gọi là cục tô phi, người ta mổ ở trong đó ra, nó tụ ở trong dưới da, nó tụ thì người ta thấy có những cái tinh thể nó sắc cạnh, chính những cái tinh thể đó là nó châm vô trong những cái chỗ đau của mình, nó khớp, nó làm cho đau dữ dội ha. Thì đó là cái axit uric. Như vậy thì làm sao biết là người đó bị gút mà người khác không bị? Khi thử máu người ta thấy rằng đối với người nam á, nó trên 7 mg trên decilit thì chắc chắn là nó bị gút. Tại vì axit uric nó cao. Như vậy muốn trị cái gút á, thì làm sao mà giảm cái axit uric này xuống đó. Đối với nữ thì nó cao hơn là 6 là microgram trên decilit thì là gút đó là có ở người nữ. Và như Lương Y vừa chia sẻ là cái cách chúng ta phát hiện bị bệnh gút cũng như là chẩn đoán chính xác bệnh gút là dựa vào cái việc là xét nghiệm máu. Và Thế Liễu cũng thắc mắc là như vậy thì nguyên nhân nào mà dẫn đến bị bệnh gút phải chăng là có một số quan niệm cho rằng là do chúng ta ăn nhiều đạm động vật quá rồi nó dần dần nó tích tụ đến, nó dẫn đến là giống như dư đạm nó sẽ bị gút hay không ạ? Chung quy là do thức ăn hết á. Hồi xưa khi mà mình bị phong thấp, mình đau nhức thì ông bà mình nói là cứ ăn măng. Nhưng mà măng là rõ ràng là nó nhiều purin, cũng giống như là một số loại đậu cái purin nó nhiều, một số thịt động vật, nhất là phủ tạng động vật ha, một số thịt cá, một số mà thịt phải là thịt đỏ, một số là tôm cua ha, cá biển, tức là hải sản nói chung thì cái purin nó nhiều, mà purin là cái tác nhân nó sản sinh ra axit uric trong cơ thể. Vì sao? Vì thận nó không có lọc được, nó không có thải được các cái axit uric này ra ngoài, cho nên nó tụ lại ở trong cơ thể, mà khi axit uric nó tăng lên thì nó sẽ gây ra là bệnh gút nói chung. Vậy chúng ta điều trị bệnh gút này như thế nào ạ, thưa Lương Y? Vâng, thì như đã nói thì làm sao để cái axit uric nó giảm xuống thì đó là cái hướng điều trị là đúng. Tuy nhiên trong cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng phải lưu ý, đó là
ăn uống, không uống là nước ngọt có ga, rượu bia thì phải bớt. Rõ ràng là ăn với uống nó đưa đến cái gút. Như vậy thì mình giảm ăn, giảm uống thì nó sẽ bớt. Rồi nói là giảm cân, nhưng mà mình có một cái chuyện là giảm cân thì xin thưa là từ từ thôi, chứ lại giảm một cái ào là lại cũng không được, ha, cũng không được, nó gây ra những cái chuyện khác nữa là không nên. Đó, thành ra là cái quan trọng là làm sao cái acid uric nó giảm xuống thì mình trị được cái bệnh gút. Dạ. À. Trong đông y thì hỗ trợ như thế nào để chứ bệnh gút hay là có cái bài thuốc nào để điều trị được bệnh này không thưa anh? À, vâng, nó có một cái liên đới giữa cái gút với lại cái sỏi thận. Đó là khi mà thận mà nó không thải được á, thì nó tạo thành cái sỏi thận. Dạ. Nhưng mà qua nó không thải được thì nó là chuyển qua nó là acid uric. Thì trong đó là nó có nhiều cái uric. Đó. Thì rõ ràng là cái uric là nó gần với nhau, cho nên mình biết là nó bà con dòng họ. Đó, nó như vậy. Thế bây giờ mình khống chế cái acid uric này bằng cách là làm cho thận nó thải bớt cái acid uric ra. Nó làm cho các cái chỗ mà nó sưng nó bớt sưng, nó giảm đau. Ngoài cái chuyện mà ăn uống, chúng ta có cái bài thuốc độc đáo là từ cái cỏ sữa lá lớn. Dạ. À, từ cỏ sữa lá lớn thì hiện nay ở trên trên báo đài, trên YouTube thì cũng có nói nhiều về cái trái sung là trị bệnh gút, nhưng mà trong đó là người ta phổ biến là nấu uống. Dạ. Nấu uống mà liều lượng thì nấu quá nhiều đi, tại vì một lần mà tới 250 gram trái sung khô thì lấy ở đâu ra mà trái sung mà khô mà một lần mà 250 mg thì thấy là nó số lượng nó nhiều quá. Yeah. Như vậy thì có một cái kết hợp nào khác để bớt cái trái sung hay không? Thì nó có cái cỏ sữa lá lớn là một trong những cái vị thuốc mà nó giảm được acid uric, trị được cái bệnh gút. Thì tôi dùng cái 50-50. Yeah. Tức là cái cỏ sữa lá lớn như thế là 1 kg. Thì đó là tôi nói đang nói mà mình uống mà để dành lâu á, tức là nó bột này phôi khô 1 kg, trái sung nè phôi khô, đây là cái trái sung còn tươi, nhớ là trái sung nó còn xanh như thế này chứ không phải là trái sung chín nha. Dạ. Thái rửa sạch ha, rồi để ráo thái mỏng ra rồi phôi khô, đây là trái sung mà đã phôi khô ha. Dạ. Thì bây giờ là cứ 1 kg lá cỏ sữa lá lớn, 1 kg trái sung, cái lá bàng, một ngày 10 cái lá bàng thì coi như cholesterol nó giảm. Yeah. Cholesterol giảm rồi là mỡ máu nó giảm. Như vậy thì tôi đưa cái lá bàng này vào trong cái bài thuốc để trị gút thì thấy hiệu quả của nó rất là cao. Yeah. Ha. Như vậy tóm lại thì thành phần bài thuốc gồm có ba vị, một là cỏ sữa lá lớn, hai là trái sung, cái thứ ba là lá bàng. Yeah. Nếu như dùng tươi thì mỗi vị là 50 gram. Yeah. Tươi là đây là trái sung tươi ha, 50 gram, lá bàng là 50. Tôi nói cái liều lượng để mình bà con no. Cỏ sữa là lá lớn là 50 gram. Yeah. Bỏ vừa đổ 1.5 lít nước nấu uống cả ngày, cái đó là dùng tươi. Thế bây giờ dùng khô á, thì lại là để dành lâu, tại vì cái điều trị của nó 3 đến 6 tháng lần. Yeah. À, thành ra là thời gian ở đâu mà ngày nào cũng nhớ để mà đi uống ba cái này, cho nên là tôi đã có một cái dạng sử dụng. Thì bà con xem trên YouTube thì thấy đa số là họ dùng cái trái sung khô nấu nước uống. Yeah. Thế bây giờ ngược lại trong cái chương trình của đài truyền hình Long An thì lại dùng bột, mà muốn bột có nghĩa là phôi khô uống trực tiếp. Yeah. Như vậy thì cái cách sử dụng làm như thế nào? Có nghĩa là cỏ sữa lá lớn khô 1 kg, trái sung khô 1 kg, lá bàng đi bây giờ dễ thôi, ta lấy lá thôi, lấy lá rồi thái nhỏ nó ra, phơi trong mát nè, phơi ngoài nó bay hết. Yeah. Rồi nó khô rồi ta xay bột mịn như thế này, thì ta lấy cái bột này gồm có cỏ sữa lá lớn, trái sung khô và lá bàng. Yeah. À, tỷ lệ nó là 1:1:1, thì khi mà uống thì cũng 2 muỗng. À, lấy hai muỗng cà phê như thế này, đổ nước sôi. Yeah. Đổ nước sôi rồi mình có thể ăn cơm rồi gì đó, tại vì mình uống sau khi ăn mà. Yeah. 10 phút thì sau khi ăn xong ta quậy nó lên, quậy đều nó lên, nó có màu hồng hồng đẹp lắm.
rồi ta uống hết luôn cái bột. Như vậy thì ngoại trừ nó trị được cái bệnh gút, tức là nó giảm được cái acid uric, nó còn làm cho chống được cái táo bón. Tại vì cái chất xơ ở trong cái cỏ sữa, trong trái sung và trong lá vàng nó giúp cho nhu động ruột nó tốt lên, thành ra trị được cái táo bón, nhuận trường, đi cầu tốt. Đấy, và hiệu quả của nó là cũng sau 2 tuần thì thấy là đi thử máu lại thì thấy acid uric nó có giảm. Và đối với bài thuốc này cũng như là đối với bệnh gút thì Louis có lưu ý gì hay không ạ? Gút thì rõ ràng là cái sinh hoạt ở trong hàng ngày là chúng ta phải lưu ý là ăn uống là chính. Ăn uống với những người mà họ thừa cân béo phì đó, họ ưa uống rượu bia rồi hay uống nước ngọt có ga thì bây giờ bớt những cái này lại. Và như đã nói từ đầu thì thịt thì thịt đỏ mình hạn chế ha, rồi tôm cua cá của hải sản thì phải hạn chế. Nội tạng ví dụ như mình thích ăn cháo lòng thì trong đó nó có lòng ruột heo bò gà thì cũng không được. Lý do tại sao không ăn những cái này là vì ở trong nó có cái purin. Purin là một cái thành phần mà có ở trong cái những thực phẩm vừa kể. Nó dễ nó kết tụ lại, khi mà thận không thải ra được cái acid uric thì nó tụ lại, nó làm cho acid uric nó nhiều hơn trong máu. Rồi đối với người bệnh gút thì chúng ta có nên rèn luyện thể thao hay là chế độ tập luyện như thế nào không thưa Louis? Vâng, có lẽ đi bộ là tốt nhất thôi, chứ còn những cái thể thao mà nặng nhọc thì không hợp đâu. Trong cái chương trình, những chương trình lần trước của đài truyền hình Long An, bà con cũng có phản ảnh là xử trí cái gút mà cấp á, tức là đang mà là cái gút nó đang lên á, thì mình có sử dụng là dưa leo nửa ký, 200 gram cành lá tía tô tươi, 100 gram cải bẹ xanh, rồi 1 lít nước xay 2 lần, trong máy xay sinh tố chia 2-3 lần uống trong ngày thì nó cũng hết. Hết cái đó không phải là nó hạ acid uric mà nó làm chuyển hóa, nó làm cho máu huyết nó lưu thông, nó làm cho giảm cái đau trong cái bệnh gút. Giảm đau trong bệnh gút. Còn bây giờ muốn giảm acid uric, muốn trị gút thì bài thuốc ngày hôm nay là bài thuốc để trị bệnh gút. Cảm ơn Louis rất là nhiều ạ. Quý vị khán giả thân mến, Lương Y đã cung cấp cho chúng ta một bài thuốc rất quý để điều trị gút, đó là sự kết hợp giữa sung cỏ sữa lá lớn, lá bàng khô với tỷ lệ là 1:1:1. Chúng ta hãy lưu ý những điều mà Lương Y chia sẻ trong ngày hôm nay quý vị nhé, cũng như là cách chúng ta giảm bớt sưng tấy đỏ đau đối với tình trạng là bị gút cấp như thế nào. Thì đến đây thì chương trình Mỗi Ngày Một Thuốc cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.